Hé mở mục tiêu của VinFast khi tham gia lĩnh vực vận tải taxi. Từ xe buýt điện và nay sắp tung ra là taxi điện và hàng vạn ô tô điện, xe máy điện sắp cho thuê. Ông Phạm Nhật Vượng dự tính điều gì ở lĩnh vực vận tải ở Việt Nam? Một sự ưu đãi đặc biệt cho tất cả các dòng xe của VinFast. Ngày 6 tháng 3 năm 2023, thì VinFast ra tin thông báo chủ tịch tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng công bố quyết định thành lập công ty cổ phần di chuyển xanh và thông minh GSM, chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê ô tô điện, xe máy điện và dịch vụ taxi VinFast. Và theo cổng thông tin đăng ký kinh doanh dịch vụ quốc gia, công ty cổ phần di chuyển xanh và thông minh GSM được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh vào ngày 1 tháng 3 năm 2023. Và người đại diện theo pháp luật là ông Phan Thành Long. Công ty GSM mới lập có vốn điều lệ là 3.000 tỷ đồng và ông Phạm Nhật Vượng nắm 95% vốn điều lệ và tương đương với số vốn góp là 2.850 tỷ đồng. Hai cổ đông còn lại là bà Phạm Thu Hương là vợ của ông Phạm Nhật Vượng góp 3% vốn và công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Việt Nam góp 2%. Và ngành nghề chính của công ty GSM là cho thuê xe có động cơ. Ngoài ra thì có thêm các ngành nghề liên quan đến vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành, trừ vận tải bằng xe buýt, hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Và như vậy là lần đầu tiên tại Việt Nam có một ông chủ hãng sản xuất ô tô đích thân mở một doanh nghiệp cho thuê xe và thậm chí mở thêm cả dịch vụ taxi bằng những chiếc xe do chính mình làm ra. Và với tỷ lệ sở hữu 98% vốn điều lệ thì GSM gần như là công ty riêng thuộc sở hữu của vợ chồng Phạm Nhật Vượng và dấn thân vào mảng dịch vụ hoàn toàn mới đối với Vingroup và các công ty thành viên. Và nhiều người đặt ra câu hỏi, vì sao đích thân ông Phạm Nhật Vượng lại phải mở công ty riêng để kinh doanh mảng dịch vụ không có gì đặc biệt và là cho thuê xe và chạy taxi? Theo ghi nhận của phóng viên, thì một nhân sự đang làm việc trong VinFast cho biết, đích thân vị chủ tịch giải thích hôm 4 tháng 3 rằng VinFast là một dự án kinh doanh mà không nhằm tới mục tiêu chính trị, xã hội, nên điều cốt lõi là xe phải bán được và phải tạo ra nhu cầu. Và chính vì như vậy, với tư cách là cổ đông lớn nhất của GSM thì đích thân ông Phạm Nhật Vượng sẽ điều hành hãng cho thuê xe điện và taxi GSM và kích hoạt nhu cầu của xã hội đối với xe điện. Và trên thế giới thì cho thuê xe là loại dịch vụ phát triển với doanh thu hàng chục tỷ đô la mỗi năm ở Bắc Mỹ và theo báo cáo từ Rato Dynamics. Tuy nhiên, thì quản lý vận hành và khai thác dịch vụ này thường do một bên thứ ba không liên quan nhiều đến các hãng xe, bởi xe để cho thuê thường khấu hao rất nhanh và cần bổ sung rất nhiều chủng loại mới và đáp ứng thị hiếu đa dạng của người dùng. Và theo thông tin ban đầu thì câu chuyện 10.000 chiếc xe ô tô điện và 100.000 xe máy điện VinFast sắp được cho thuê ra sao và sẽ chạy taxi như thế nào cũng như các chính sách mới cho loại dịch vụ mới này bắt đầu được dàn nhân sự cao cấp của GSM sẽ bàn thảo kế hoạch chi tiết trong ngày 7 tháng 3. Và trao đổi với nhóm phóng viên báo giao thông thì ông Vạn Xuân Hải, chủ một hãng taxi và xe khách tuyến cố định Hà Nội - Hải Phòng nhận định, bài toán đi từ cho thuê pin cho đến cho thuê xe điện của ông Phạm Nhật Vượng không có mục tiêu gì khác ngoài việc là bao phủ nhãn hiệu trong ngành dịch vụ taxi và vận chuyển đô thị và trước khi các mẫu xe điện giá rẻ từ nước ngoài đang tràn vào. Mảng vận tải của VinBit hiện nay và kể cả taxi điện VinFast sau này thì mục đích chính là làm thị trường và tạo ra nhu cầu và trải nghiệm mới mẻ cho người dân khi di chuyển bằng xe điện, chứ không nhằm mục tiêu chính là lợi nhuận. Cho nên không cần mất công tính giúp ông Phạm Nhật Vượng câu chuyện thiệt hơn khi tham gia vào lĩnh vực kinh doanh vận tải, ông Phạm Xuân Hải nói. Chủ tịch Phạm Nhật Vượng gửi tâm thư tới toàn bộ nhân viên Vingroup. VinFast là một dự án kinh doanh nhưng được lập ra với một sứ mệnh vô cùng cao cả. VinFast là dự án kinh doanh được lập ra với sứ mệnh cao cả, thực chất là rất cao cả. Đó là xây dựng bằng được một thương hiệu Việt Nam cao cấp và có đẳng cấp trên thị trường quốc tế, ông Phạm Nhật Vượng chia sẻ.
Mới đây thì theo một nguồn tin được xem là nội bộ của tập đoàn Vingroup đã tiết lộ thông tin về một chương trình đào tạo nội bộ có tên là Người Vingroup lan tỏa giá trị của VinFast, và giảng viên đặc biệt không ai khác chính là chủ tịch tập đoàn Phạm Nhật Vượng. Và tại đây thì một số thông điệp đặc biệt mà ông Phạm Nhật Vượng gửi đến nhân viên của Vingroup cũng được tiết lộ. Mở đầu buổi hội thảo Người Vingroup lan tỏa giá trị của VinFast, ông Phạm Nhật Vượng chia sẻ: VinFast không làm chính trị, cũng không lẫn lộn kinh doanh với công việc xã hội. VinFast rõ ràng là một dự án kinh doanh. Và chỉ có điều VinFast là dự án kinh doanh được lập ra với sứ mệnh cao cả, thật sự rất cao cả. Đó là sứ mệnh xây dựng bằng được một thương hiệu Việt Nam cao cấp và có đẳng cấp trên thị trường quốc tế. Và dự án này thì không chỉ để người Việt Nam tự hào, mà tất cả những người tham gia vào việc xây dựng và phát triển thương hiệu này, dù họ đang ở đâu và mang quốc tịch nào, đều có thể tự hào. Vì đây là sản phẩm phục vụ cho việc phát triển xã hội, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh, bảo vệ môi trường và giúp cho nhân loại có cuộc sống an toàn hơn và tốt hơn. Chính vì sứ mệnh cao cả này, dù cho vô vàn khó khăn thì ban lãnh đạo quyết tâm làm và làm cho bằng được. Và ông Phạm Nhật Vượng cũng nêu ra những khó khăn. Thứ nhất, xuất phát điểm rất thấp. Thứ hai, chuẩn mực hướng tới lại rất cao, với sản phẩm công nghệ có độ phức tạp vô cùng lớn. Và điều thứ ba, đó là nguồn vốn cần đầu tư rất lớn. Và trong điều kiện đó thì hàng loạt các dự án tối ưu chất lượng sản phẩm đã được triển khai, nhưng để đáp ứng được hai cam kết trọng tâm của VinFast cho khách hàng là sản phẩm tốt, giá tốt, dịch vụ hậu mãi cực tốt thì còn rất nhiều việc phải làm và phải làm ngay. Đồng thời thì ông Phạm Nhật Vượng cũng nhấn mạnh việc xây dựng thương hiệu quốc gia đẳng cấp quốc tế không phải là việc mà một doanh nghiệp có thể tự mình làm nên, mà cần sự ủng hộ của cả dân tộc. VinFast tiên phong, làm gương và kêu gọi sự đồng hành của tất cả mọi người. Và trước hết là người Vingroup phải hiểu, tự hào và hành động cho niềm tự hào đó. Trước hết, sẽ thật không đúng nếu người của Vingroup, VinFast không lan tỏa được tinh thần đó, lại không hiểu hết được các giá trị, cam kết trọng tâm của VinFast hướng đến khách hàng, cũng như sứ mệnh và giá trị mà VinFast dành cho khách hàng. Chúng ta đang làm việc rất kém và cần phải thay đổi. Và đồng thời có 3 cam kết trọng tâm của chúng ta cũng chưa làm tốt, sẽ vẫn còn rất nhiều lỗi, dù đã khắc phục nhanh và được phần lớn các lỗi. Kinh doanh thì chỉ biết khuyến mại, hậu mãi thì yếu. Tất cả việc này chúng ta cần phải chấn chỉnh trong vòng 3 tháng tới. Và sau đó thì mỗi người của Vingroup, VinFast sẽ chủ động hành động để thực hiện hóa cam kết của VinFast với khách hàng. Đầu tiên là luôn luôn lắng nghe ý kiến phản hồi của tất cả mọi người. 70.000 cán bộ nhân viên là 70.000 nguồn tin giúp VinFast lắng nghe ý kiến của khách hàng và nhanh chóng cải thiện sản phẩm, dịch vụ để đáp ứng lại nhu cầu hợp lý của khách hàng. Và tiếp theo là lan tỏa các giá trị để khách hàng hiểu được giá trị thực sự của các sản phẩm VinFast. Không có lý do gì khách hàng phải lo lắng khi sử dụng các sản phẩm của VinFast. Và nếu có bất kỳ điều gì phát sinh thì VinFast sẽ chịu trách nhiệm bảo hành chu đáo và cực tốt trong vòng 10 năm. Chúng ta bảo hành 10 năm, các hãng chỉ bảo hành 5 năm. Và tại sao khách hàng cần phải lo lắng? Và cuối cùng, hãy tự mình trải nghiệm sản phẩm của VinFast rồi so sánh với các sản phẩm của các thương hiệu nhập khẩu khác để thấy được sự khác biệt rõ nét nhất về giá trị. Sản phẩm của VinFast tốt, giá tốt và dịch vụ hậu mãi cực tốt là lời hứa thương hiệu mà bất kỳ người Vingroup, người VinFast nào cũng phải có trách nhiệm chung tay thực hiện và tự hào về điều đó. Taxi sử dụng ô tô điện tại Việt Nam có thực sự hiệu quả? Lô xe đầu tiên trong tổng số 50 xe điện của VinFast VF34 vừa bàn giao cho một đơn vị vận tải hành khách ở Lâm Đồng, nhận đưa đón khách tại sân bay Liên Khương. Có thể nói rằng đây là đầu tiên có hãng taxi tại Việt Nam sử dụng ô tô điện để phục vụ đưa đón khách, và không những tạo ra mới lạ cho hành khách trải nghiệm mà còn lan tỏa hình ảnh của Lâm Đồng xanh và hướng tới tương lai bền vững. Việc sử dụng ô tô điện trong lĩnh vực kinh doanh taxi không mới trên thế giới.
nhưng còn khá là xa lạ với rất nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam. Phương tiện này được xem là phù hợp cho ngành taxi nhờ 4 ưu điểm. Đầu tiên, đó chính là chi phí. Trước khi nghĩ đến lợi nhuận thì các doanh nghiệp taxi cần tính toán nhiều loại chi phí như là đầu tư mua xe, chi phí vận hành, chi phí bảo dưỡng và nhiều khoản phát sinh khác. Điều thứ hai đó chính là sự bền bỉ. Các dòng xe sử dụng để chạy dịch vụ cần phải có độ bền cao để đáp ứng với tần suất hoạt động liên tục và ít khấu hao sau thời gian dài sử dụng. So với hệ thống chuyển động phức tạp của các xe xăng thì động cơ điện có cấu tạo đơn giản hơn rất nhiều. Do đó thì khi sử dụng xe ô tô điện của VinFast VF E34 thì doanh nghiệp không cần lo lắng chi phí bảo dưỡng chi tiết khi máy bị hao mòn. Với chế độ bảo hành 10 năm hoặc 200.000 km của VinFast thì cũng là lợi thế rất lớn so với các dòng xe xăng phổ thông trên thị trường. Và như vậy thì ô tô điện giúp doanh nghiệp tiết kiệm đáng kể về nhân lực, thời gian cũng như là chi phí bảo dưỡng. Dù vậy, với mốc 200.000 km bảo hành của VinFast, đối với mục đích sử dụng taxi vẫn chưa phải là lý tưởng, khi một chiếc xe taxi có thể đạt mốc này chỉ sau từ 2 đến 3 năm. Điều thứ ba đó chính là chính sách cho thuê pin của VinFast, giúp các doanh nghiệp taxi yên tâm hơn. Pin xe được thay khi dung lượng giảm xuống dưới 70% hoặc các trục trặc không phải do lỗi người dùng. Và điều thứ tư đó chính là sự an toàn, trải nghiệm di chuyển của khách hàng và khả năng quản lý xe thông minh cũng cao cấp hơn. Và đây là điểm rất quan trọng đối với doanh nghiệp kinh doanh taxi. Và không cần thiết bị hay là phần mềm từ bên thứ ba, doanh nghiệp chỉ cần dùng điện thoại cài đặt ứng dụng của VinFast để có thể quản lý, theo dõi toàn bộ lịch sử di chuyển, kiểm tra tình trạng xe, lịch sử bảo dưỡng, thanh toán chi phí sạc hay là thuê pin, hết sức đơn giản. Và những lợi thế của xe điện so với xe xăng khiến rất nhiều tài xế xe công nghệ chuyển sang chạy VinFast VF E34. Và theo tính toán của một số chủ xe, trong giai đoạn giá xăng tăng như hiện nay thì thu nhập của một tài xế sử dụng ô tô điện VinFast VF E34 sẽ cao hơn 150% so với sử dụng xe chạy xăng. Tại Việt Nam thì thị trường xe điện trong nước đang tăng tốc với sự khai mở và đồng hành của VinFast. Kỷ nguyên xe điện ghi dấu ấn với sự xuất hiện của đội hình taxi điện. Và điều này phần nào minh chứng cho thấy tính đa dụng của VinFast VF E34 khi vừa là mẫu xe gia đình, hợp túi tiền và vừa là lựa chọn hàng đầu cho dịch vụ kinh doanh. Mẫu ô tô điện hạng C của VinFast có giá bán là 690 triệu đồng, chưa bao gồm bộ pin. Và khách hàng mua VinFast VF E34 sẽ có hai lựa chọn thuê pin theo gói linh hoạt hoặc là cố định. Gói thuê pin linh hoạt có mức giá là 657.500 đồng một tháng và giới hạn quãng đường là 500 km một tháng. Và nếu đi vượt quá 500 km thì sẽ phải trả thêm là 1.315 đồng cho một cây số. Với gói thuê pin cố định có giá là 1,805 triệu đồng một tháng và không giới hạn quãng đường di chuyển. Và điều đặc biệt là VinFast VF E34 đang hút khách hàng nhờ được hưởng lệ phí trước bạ là 0 đồng.